quý nặng khoảng 20 tấn, có giá hàng tỷ đồng, vừa bị lực lượng chức năng công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tạm giữ sau khi được cho là khai thác và vận chuyển trái phép. Trước đó, tảng đá quý này được ông Phạm Văn Chính, sinh năm 1974, trú tại thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, là người chuyên đi sưu tầm đá cảnh, phát hiện nằm sâu dưới lòng đất tại vườn cà phê của gia đình ông Cờ Kèn, trú tại thôn 5, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Đây là khu vực nằm trong lòng hồ thủy điện Đam Bi, thành phố Bảo Lộc. Sau khi thuê người và xe đào khai thác, vận chuyển, định đưa ra bên ngoài tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng công an huyện Bảo Lâm lập biên bản xử lý và tạm giữ toàn bộ khối đá quý trên, chuyển về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Lộc Tân. Theo những người chơi đá quý ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, thì tảng đá nguyên khối trên là đá Cancedon, có chiều dài 4m, rộng 2,5m và chiều cao 1,3m và trọng lượng khoảng 20 tấn, trị giá hàng tỷ đồng. Được biết, đá quý là tài nguyên của quốc gia. Tuy nhiên, khi phát hiện, ông Chính không thông báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng mà tự ý khai thác. Hiện vụ việc đang chờ thẩm định của cơ quan chức năng để có hướng xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Đã cho đắp bờ đê, làm thu hẹp dòng chảy chỉ còn lại từ 4 đến 5 mét. Khi gặp những